Trái hoa vàng Hakoda Tam Đảo cao từ 60 đến 70 cm, đồ to và đang có rất là nhiều để cung ứng ra cho các bác và kịp thời các bác trồng vụ xuân năm 2024 năm nay. Và chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh cây giống và rừng vụ Tam Đảo của tôi là Hải. Hôm nay là một video ngắn để chia sẻ cho các bác về hình ảnh cây giống trà hoa vàng Hakoda Tam Đảo, một trong những loại trà hoa vàng rất là quý hiếm của Tam Đảo của tôi nói riêng cũng như là trên Việt Nam nói chung, cũng là để chia sẻ cảnh báo thêm cho các bác một số cách phân biệt và cách các bác tránh bị lừa khi mua nhầm phải một số loại trà hoa vàng không đúng chủng loại Hakoda khác. Và chúng ta đó là những loại trà nó không có nhiều hoạt chất dược liệu và khi chúng ta mua về sử dụng vẫn mất là một khoản tiền khá là lớn, tuy nhiên nó không mang lại được cái giá trị về mặt lợi cho sức khỏe chúng ta. Đây chính là một luống trà Hakoda đầu to cao 6-70 phân. Và cái đặc điểm đầu tiên để mọi người nhận biết được cái trà Hakoda đó chính là cái lộc non của nó, lộc non nó khi nó ra nó sẽ có cái màu tím như thế này. Đây, rõ nhất là cái từ cái này. Khi bắt đầu ra lộc non của nó là nó có màu tím đậm như thế này, rất là đậm. Và khi bắt đầu nó trưởng thành ra một chút thì nó sẽ hơi có cái màu, nó sẽ phai cái màu đậm dần như thế này. Đó. Và đây khi càng lớn nó sẽ càng ra cái màu như thế này. Nó nhạt hơn một chút, nhạt hơn một chút, nhạt hơn một chút. Đây, lớn dần như này. Đó, sẽ nhạt dần, tuy nhiên nó vẫn sẽ màu tím nhá, mọi người chú ý phân biệt. Và khi lá nó to hẳn nó sẽ bắt đầu ra màu xanh như thế này. Đấy. Và đấy là cái đặc điểm đầu tiên là mọi người nhận biết. Cái đặc điểm thứ hai đó chính là cái lá của nó rất là to. Đây. To dần nó phát triển to dần này. Cụ thể nhất, đây là một video cho mọi người nắm bắt được cụ thể nhất như thế này. Đây là khi bắt đầu lá nó ra lộc non này. Đúng nhất là đây, bắt đầu ra lộc non này. Đó, bắt đầu phát triển lớn dần. Lớn dần. Lớn dần như thế này. Và càng ngày nó càng to đến khi nó phát triển gần như là trưởng thành nhất thì nó to phải được bằng cả một cái bàn tay như thế này. Này, thấy không? Bằng cả một cái bàn tay này. Ở đây là thậm chí nó chưa phát triển hết. Nó vẫn đang còn trong quá trình phát triển, nó phải xanh hẳn nữa. Đó. Cũng như cái lá này này, rất là to. Đây. Lá này to hơn bàn tay của tôi. Đó cái đuôi cái lá bên này. Và đặc điểm nữa là chính là cái gân của thằng Hakoda này, cái gân lá của nó này. Gân lá rất là nổi. Nổi toàn bộ như này. Đó. Và cái lá của nó thuôn dài, bầu tròn. Đặc điểm nhận biết dễ dàng nhất đối với cả trà hoa vàng Hakoda Tam Đảo, nó có thể dễ dàng bị nhầm lẫn đối với một số loại trà khác nữa. Tuy nhiên là khi mọi người chú ý nhất vào cái hình thái lá của nó và cái màu sắc lá, cái màu búp lộc non của lá và cái hình thái lá, cái gân lá nổi như này thì sẽ không bao giờ mua nhầm và những cây trà ở những địa phương khác cũng như là một số loại trà mà không nằm trong cái phách bản tôi cũng có nhiều hoạt chất dược liệu quý hiếm thì trà hoa vàng Hakoda Tam Đảo này. Chia sẻ thì tôi đã chia sẻ khá nhiều về trà hoa vàng Hakoda Tam Đảo rồi. Nó được tìm thấy từ những năm 2007, tìm thấy và nghiên cứu từ những năm 2007 bởi bác giáo sư tiến sĩ Trần Ninh và được tìm thấy tại dãy núi Tam Đảo từ độ cao 150m đến 300m so với mực nước biển và nó nằm ở dọc các khe suối và dưới tán rừng già. Đây là một loại trà cực kỳ ưa ẩm. Những nghiên cứu và những chứng minh đã đưa ra kết quả là nó có những hoạt chất dược liệu có thể hỗ trợ điều trị căn bệnh ung thư lên đến 33,8%, rất là tốt. Và hoa, đặc điểm hoa của trà hoa Hakoda Tam Đảo này, hoa nó rất là to. Sản lượng hoa của trà hoa vàng Hakoda Tam Đảo cũng rất là lớn hàng năm. Bên này thì có rất là nhiều. Bên đây trà hoa vàng Hakoda đầu to bên đây của tôi. Đo thực tế cho bác xem. 60. Cây này là 60cm và đang phát triển tốt hơn nữa. Có những cây nó trục hơn đi đến 70cm như thế này. Và lộc non đang cao cao rất là bút tím như thế này. Đó, lá rất là to. Đúng là cái lá thằng trà Hakoda này to gấp đôi lá của trà Ba Tre. Và một số dòng khác nữa, một số dòng Quảng Ninh, một số dòng Tuyên Quang, vân vân rất là nhiều. Lá nó nhìn, chúng ta nhìn vào chúng ta nắm bắt được ngay, phân biệt được ngay. Về lá của thằng trà Ba Tre là lá mà nó rất là bé, dài thua nhọn và thằng trà Ba Tre thì nó không có quá nhiều hoạt chất dược liệu. Bà con và các bác thì thường hay nghe đến trà Ba Tre nhiều hơn bởi vì bên đó là trà Ba Tre rất là mạnh và họ đang sản xuất rất là lớn và chúng ta thường mua những sản phẩm trà Ba Tre, mua những cây giống trà Ba Tre thậm chí rất là rẻ, tuy nhiên là nó không có nhiều hoạt chất dược liệu. Đấy là đã được những nhà khoa học và nghiên cứu chứng minh và đưa ra, mọi người có thể dễ dàng tìm hiểu ở trên các kênh thông tin. Đó. Thì tôi chia sẻ với mọi người để mọi người nắm bắt được cái thông tin là như vậy. Ở bên này thì tôi cũng còn rất là nhiều. Tâm trạng thì số 1 chúng tôi tại Hợp Châu Tam Đảo này, chúng tôi chủ yếu phát triển rất nhiều các loại trà hoa vàng khác nhau, đều là những loại trà bản sắc và đặc rất là đặc biệt của Tam Đảo chúng tôi.
Ngoài ra thì cũng có phát triển thêm một số dòng nữa mà nó mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hôm nay là một chiếc video ngắn để chia sẻ cho mọi người, giúp mọi người là tiếp cận được với cây trà hoa vàng Hakoda Tam Đảo. Thứ hai là chúng ta nắm bắt được cái cấu trúc hình thái của lá của nó như thế nào để chúng ta tránh bị mua nhầm và những là cái dòng trà khác nó không có giá trị về mặt lợi ích sức khỏe của chúng ta. Nếu mọi người có nhu cầu mà cần mua cây giống trà hoa vàng Hakoda mà nó cao tầm 6-70 như thế này, chúng ta đỡ cái công chăm sóc cũng nhỏ, bởi vì dòng trà này nó cũng là một dòng trà khá là kén cách chăm sóc, thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp cho tôi theo số điện thoại dưới link kèm bên dưới video 0397 928 951 và hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của tôi ngày một phát triển hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngắn hôm nay của tôi. Xin chào.